Hương Giang thừa nhận não không được bình thường. Sau nhiều thăng trầm, hiện tại Hương Giang cảm thấy hạnh phúc khi có bạn trai Mát Liêu đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Từng là nữ hoàng game show nổi tiếng, hài hước và năng động, nhưng sau những sóng gió, hoa hậu Hương Giang trở nên trầm lắng hơn. Có một khoảng thời gian người ta không thấy Hương Giang xuất hiện trên truyền hình, nữ ca sĩ cũng khá im ắng trong cuộc sống riêng tư. Cô từng dành 3 tháng du lịch ở Thái Lan để vượt qua khủng hoảng và lấy lại sự cân bằng cho mình. Khi đang làm việc theo nguồn hàng ngày như thế, bất chợt có một tai nạn nghề nghiệp. Thực sự lúc đó bản thân Giang không còn hứng thú với những thứ xung quanh, không còn nhiệt huyết với công việc. Giang gác lại mọi thứ, dần tất cả hợp đồng mà Giang ký sẵn rồi lên đường. Mọi người không biết Giang đi đâu, Giang làm gì, đơn giản là đến những nơi người ta chẳng biết mình là ai. Giang đến đó tận hưởng và lấy lại niềm tin vào cuộc sống, Hương Giang trải lòng. Đằng sau ánh hào quang showbiz là một Hương Giang với những tâm sự riêng chưa từng bộc bạch cùng ai. Nữ ca sĩ kể một năm phải tiêm thuốc mê 3 lần để phẫu thuật và di chứng hậu phẫu khiến cô gặp nhiều vấn đề về trí nhớ. Nữ ca sĩ chia sẻ, trong Giang có vẻ như rất lanh lợi thông minh nhưng nói thật là não của Giang không bình thường đâu, nhiều khi ăn nói lảm nhảm. Vừa cười nói phút trước, phút sau đã quên luôn. Mỗi ngày Giang phải uống hàng trăm loại thuốc điều tiết nội tiết. Uống nhiều thế làm sao Giang có thể như người bình thường. Hương Giang tâm sự có hôm đang ngủ, tự dưng dậy khóc tu tu, đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè cũng có thể bật khóc. Hương Giang tập sống chung với ảnh hưởng của các loại thuốc và chất gây mê ở trong cơ thể. Cô cũng học cách chấp nhận nếu khán giả trách mình vì những phút giây dở hơi không thể trách đó. Khoảng thời gian xảy ra scandal là lúc Hương Giang mệt mỏi nhận ra có quá nhiều những giả tạo xung quanh mình. Có những người bình thường vẫn cười nói với mình đến thời điểm mình gặp khó khăn, lại nói nhiều thứ không giống như thế, cô cho hay. Trong cơn bão, cô đối diện làn sóng chỉ trích tẩy chay mạnh mẽ từ khán giả. Hương Giang cho biết cô chỉ có duy nhất một cảm giác trống rỗng và những câu hỏi tại sao. Không ai muốn làm tổn thương người khác, không ai tự dưng đi nói những lời ngu si ra để làm gì. Thực sự đó là một tai nạn. Khoảnh khắc ấy, bạn cảm giác nó như một cơn mơ, xong xuôi hết cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ cho biết mình lấy lại được sự bình ổn trong tâm lý và dần quay trở lại với những hoạt động nghệ thuật. Sau nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, 2 năm qua, Hương Giang hạnh phúc khi có bạn trai Mát Liêu đồng hành trong cuộc sống lẫn công việc. Dù từng nhiều lần bị nghi ngờ chia tay nhưng cặp đôi vẫn hạnh phúc bên nhau, thường xuyên khoe những khoảnh khắc tình tứ khiến dân tình ngưỡng mộ. Mới đây, khi tham gia một chương trình của cô chị thân thiết, Hương Giang đã có những chia sẻ đầu tiên về chuyện kết hôn cùng bạn trai doanh nhân là Mát Liêu. Nàng hậu tâm tình, em chưa, em vẫn đang tập trung vào công việc, chưa nghĩ đến chuyện đó luôn. Nhưng sau hôm nay, nếu chị bảo chị tặng cái nhẫn thì có khi nghĩ lại. Nhưng mà thật sự em chưa nghĩ tới vì còn quá nhiều việc. Em còn đang có rất nhiều dự định. Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018 còn cho biết thêm, quan điểm của em là trước khi kết hôn phải chơi hết cỡ, thoải mái hết cỡ đã. Đã xác định cưới rồi thì cưới xong nghiêm túc, yên phận để không còn gì phải hối tiếc. Bên cạnh đó, Hương Giang tiết lộ thêm dự định có con trong tương lai. Em chưa nghĩ tới nhiều nhưng em rất thích có một cặp sinh đôi. Em nghĩ hai đứa là ok. Đây là lần đầu tiên Hương Giang lên tiếng về chuyện đám cưới của mình sau khi nên duyên với Mát Liêu nhờ chương trình Người ấy là ai nên thu hút nhiều sự chú ý từ fan lẫn cư dân mạng.